Tương Bình là một diễn viên người mẫu và cũng từng là thành viên của nhóm nữ A48. Cô chính thức gia nhập làng giải trí Đài Loan năm 17 tuổi với một vai diễn nhỏ trong phim. Sau đó cô mới quen biết chồng cũ. Chồng cũ của Tương Bình là một biên kịch hơn cô 14 tuổi. Vì khoảng cách tuổi tác quá lớn, gia đình không chấp nhận cho cả hai đến với nhau. Hơn nữa, người đàn ông này trong giới giải trí có tai tiếng không tốt, đời sống cá nhân rắc rối, bị người người chỉ trích. Sau một năm qua lại ngắn ngủi, cả hai đi đến quyết định kết hôn bất chấp người thân phản đối. Nữ diễn viên tâm sự, từ nhỏ tôi đã không nhận được sự yêu thương đủ đầy từ cha mẹ. Bố tôi bận làm ăn kiếm tiền nên thường xuyên đi vắng, chỉ có mẹ ở nhà. Mẹ tôi là người trọng nam khinh nữ nên không quan tâm gì đến tôi. Thậm chí nếu các anh trai hoặc em trai phạm lỗi gì thì người bị đánh sẽ là tôi. Do không nhận được tình thương từ người thân nên tôi rất muốn thoát khỏi gia đình lúc ấy. Đúng lúc đó thì tôi gặp chồng, được anh ta chăm sóc nên tôi cảm thấy người đàn ông này là bến đỗ của đời mình. Thế nhưng cuộc hôn nhân của Tương Bình chỉ êm ấm được vài năm đầu, cặp đôi bắt đầu rạn nứt khi công việc biên kịch của chồng cô ngày càng không thuận lợi, thu nhập bấp bênh. Từ đó, chồng của Tương Bình trở nên cục cằn khó tính, thường xuyên chửi mắng vợ. Quan hệ của vợ chồng cô cũng dần lạnh nhạt, xa cách. Tuy vậy, Tương Bình vẫn không thể ngờ rằng chồng cô lại có ngày ngoại tình. Đau đớn hơn, người phụ nữ kia lại chính là mẹ ruột của cô. Sau này, Tương Bình tìm hiểu và phát hiện ra chồng cô đã ngoại tình với mẹ ruột được nửa năm. Theo lời nữ diễn viên, lúc vợ chồng cô xảy ra lục đục, chồng cũ từng đến thăm mẹ cô khi nghe bà bị đau mỏi tay chân. Tại đây, chồng cũ của cô đã ân cần chăm sóc, massage cho mẹ vợ và rồi chuyện ngoại tình đã xảy ra. Nữ diễn viên kể, một lần nọ tôi và chồng đi xem tử vi. Sau khi xem xong, thầy tử vi bất ngờ gọi một mình tôi lại rồi bảo ngày mai cô hãy tới tiếp. Hôm sau tôi đến thì ông ấy tiết lộ với tôi rằng chồng tôi đã ngoại tình. Sau đó hàng xóm cũng mách tôi, chồng cô ngoại tình đấy, tôi nghi ngờ nên về hỏi chồng. Anh ta thấy thế thì khó chịu lắm, nhưng cuối cùng cũng thừa nhận chuyện ngoại tình. Thậm chí anh ta còn buông lại một câu, tôi chỉ cần một lần là có thể xử lý cả hai mẹ con cô. Tôi choáng váng tưởng mình đã nghe nhầm nên hỏi lại, anh nói gì cơ, người phụ nữ kia là mẹ tôi. Nào ngờ anh ta đáp, nếu không phải là tôi thì mẹ cô cũng đi tìm người khác. Thậm chí anh ta còn có suy nghĩ lệch lạc rằng việc làm xấu xa của anh ta là một sự giúp đỡ dành cho tôi. Ngay tức khắc, Tương Bình gọi điện cho mẹ, nhưng mẹ cô thẳng thừng dập máy. Không còn cách nào khác, cô buộc phải về nhà mẹ để làm rõ chân tướng sự việc. Không ngờ mẹ Tương Bình vừa thấy con gái đã vội đóng cửa. Nữ diễn viên tâm sự, tôi nước mắt giàn giụa đứng bên ngoài. Mẹ tôi ra mở cửa, nhưng vừa nhìn thấy tôi đã đóng sầm cửa lại, không nói một lời nào với tôi. Song điều làm mọi người ngỡ ngàng hơn cả lại là phản ứng của cha Tương Bình khi biết vợ ngoại tình với con rể. Nữ diễn viên kể lại, khi chuyện đó xảy ra tôi không nói với cha, nhưng rồi ông cũng phát hiện ra. Khi mối quan hệ của mẹ tôi và chồng cũ chấm dứt, bà lại đi tìm người đàn ông khác. Nhưng cha tôi còn ngốc nghếch hơn cả tôi. Dù không vui vẻ gì nhưng ông vẫn tiếp tục sống với bà coi như không có gì xảy ra. Thậm chí mỗi ngày ông vẫn kiếm tiền về đưa cho bà. Tuy nhiên, ông chỉ sống như vậy được vài năm. Khi không thể chịu đựng được nữa, ông dọn khỏi nhà đến sống cùng anh trai cả của tôi. Dù vậy, đến nay, cha tôi vẫn chưa ly hôn với mẹ. Tôi cũng không hiểu vì sao ông lại có thể cam chịu đến như vậy. Cuối cùng, Tương Bình ngậm ngùi chia sẻ, có lẽ tôi và cha đều là kiểu người giống nhau. Cuộc đời tôi lặp lại y như cuộc đời cha. Mới đây, trong một chương trình truyền hình, khi được hỏi về câu chuyện đau buồn của nhiều năm trước, Tương Bình cởi mở và thoải mái hơn bởi giờ đây cô đã có cách suy nghĩ tích cực. Thậm chí Tương Bình còn cho hay cô cảm thấy biết ơn biến cố đã qua vì nó giúp cô có được những trải nghiệm trong đời, trở nên trưởng thành và mạnh mẽ hơn.